Gần đây Đông Nam Á chúng ta đang tổ chức SEA Games 23, được đa số người dân quan tâm. Nhưng ở trên biển, các chiến sĩ của chúng ta vẫn không thể quên nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc hàng ngày. Mới đây, trang 163.com của Trung Quốc đã lên hàng loạt bài báo với nội dung nói về sự ngang ngược của tàu cảnh sát biển Việt Nam đâm trực diện tàu Trung Quốc tại bãi Tư Chính. Việt Nam có đủ bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Nhưng phía Trung Quốc đầu tháng 5 đang ngang nhiên mang tàu ra khảo sát vùng biển bãi Tư Chính. Phía Trung Quốc gọi là Hải An và ăn cái kết không ai ngờ. Phía dân mạng Trung Quốc tỏ ra rất bất bình khi tàu bị Việt Nam đâm mà ăn hại quay trở về. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu nguyên văn sự việc phía Trung Quốc trình bày và cùng phân tích để hiểu sự trắng trợn của lều báo Trung Quốc các bạn nhé. Bài viết này được đặt tên với tiêu đề Cuộc đối đầu kéo dài 90 phút lại tái hiện tại bãi Vạn An. Tàu tuần tra của Việt Nam ngông cuồng đã va chạm trực tiếp vào tàu cảnh sát biển Trung Quốc. Tác giả của phía Trung Quốc cho biết tàu KN-414 của Việt Nam liên tục tuần tra ở khu vực bãi Tư Chính, áp sát bãi Tư Chính. Đối với tàu Trung Quốc, bãi Tư Chính là một phần lãnh thổ của chúng tôi. Chúng tôi rõ ràng sẽ không để Việt Nam làm bất cứ điều gì. Vì vậy, chúng tôi sẽ cố gắng ngăn tàu của Việt Nam. Ở khu vực gần bãi Tư Chính, rõ ràng chúng tôi có ưu thế về số lượng tàu. Ngoài tàu 4303, chúng tôi còn có 7 tàu đánh cá và tàu Dương Hồng 10, tổng cộng là 10 tàu, cho thấy ưu thế về số lượng. Vì vậy, nhiều tàu đã ngăn chặn mạnh mẽ tàu KN-414 của Việt Nam. Rất khó khăn để tàu Việt Nam vượt qua. Vì vậy, ở giai đoạn này, Việt Nam đã thua thiệt nhiều ở vòng quân quanh bãi Tư Chính. Điều này cũng nhắc nhở Việt Nam rằng, trước chủ quyền và lãnh thổ, chúng tôi sẽ không nhường bước. Việt Nam thua thiệt nhiều ở bãi Tư Chính. Rõ ràng họ sẽ không dễ buông bỏ. Bãi Tư Chính có nhiều nguồn tài nguyên dầu khí. Việt Nam rất xảo quyệt, không chỉ liên kết với Nga mà còn liên kết với Nhật để khai thác tài nguyên. Mặc dù chúng tôi đã phản đối nhưng Việt Nam vẫn kiên quyết thực hiện và còn muốn làm trầm trọng thêm. Nếu chúng tôi không ngăn chặn, Việt Nam chỉ có thể khai thác nhiều hơn. Vì vậy chúng tôi cần phải thể hiện sự cứng rắn. Trận địa tranh chấp này đã kéo dài một thời gian. Tàu Việt Nam hiển nhiên không phải là đối thủ của chúng tôi. Đang ở thế bất lợi, rõ ràng đã thua thiệt nhiều. Việt Nam hiển nhiên sẽ không dễ dàng chấp nhận thất bại và đã gấp rút điều tàu tuần tra CSB-7011. Đây là tàu tuần tra lớn nhất về tải trọng và kích thước của Việt Nam. Việc huy động quy mô này cũng cho thấy sự coi trọng của Việt Nam đối với tình hình đối đầu ở bãi Tư Chính. Việt Nam mong muốn đảo ngược tình thế bất lợi, mong muốn chiếm ưu thế trong đối đầu. Tàu tuần tra CSB-7011 có trọng tải làm người ta ngạc nhiên là 4.000 tấn. Trọng tải này đã rất lớn, thực tế đã sánh ngang với nhiều tàu hộ vệ, sức răn đe không thể nghi ngờ. Việc Việt Nam bố trí tàu lớn này hiển nhiên là nhằm vào tàu của Trung Quốc. Mặc dù Trung Quốc có ưu thế về số lượng tàu, nhưng vẫn phải cảnh giác trước tàu lớn này của Việt Nam. Sau khi đến khu vực bãi Tư Chính, theo ảnh vệ tinh cho thấy, tàu tuần tra này của Việt Nam đã áp sát nhanh chóng về phía bãi Tư Chính. Đối với tàu đánh cá của chúng tôi thì rõ ràng không có cách gì đối phó tốt. Tàu tuần tra CSB-7011 muốn phá vỡ sự chặn đứng của chúng tôi, thẳng tiến về phía bãi Tư Chính. Tàu tuần tra 4303 của chúng tôi nhanh chóng áp sát tàu CSB-7011, cố gắng ngăn cản nó tiếp tục tiến lên. Do hai con tàu ban đầu đều di chuyển nhanh, nên tàu CSB-7011 của Việt Nam thực chất đã va chạm với tàu tuần tra 4303 của chúng tôi, trong khi tàu của chúng tôi hoàn toàn không lùi bước mà vẫn cố gắng chặn đứng CSB-7011. Có lẽ, do sợ việc này gây ra rắc rối lớn hoặc do sợ hư hại, ở thời điểm quan trọng nhất thì tàu tuần tra này của Việt Nam chỉ có thể quay đầu. Hai bên liên tục đấu trí và chiến lược, chúng tôi cũng không nhượng bộ gì cả. Trong đối đầu này, Việt Nam vẫn chưa chiếm được thế thượng phong. Tàu tuần tra 4303 của chúng tôi có thể nói đã lập được nhiều công, nhiều lần ngăn chặn tàu CSB-7011 của Việt Nam. Theo hình ảnh vệ tinh cho thấy, phía Trung Quốc ít nhất 4 lần đã chặn đứng, khiến tàu tuần tra của Việt Nam chỉ có thể đổi hướng. Qua diễn biến sự việc, tác giả bài báo nêu nhận định rằng rõ ràng là trong lần đối đầu này, phía Việt Nam đã thất thế. Dù đã phái tàu 4.000 tấn, nhưng khi đối mặt với hải cảnh Trung Quốc, Việt Nam cũng chỉ có thể ngậm ngùi rút lui. Có thể nói đây là một chiến thắng của tàu hải cảnh 4303, cũng là một biểu hiện trực tiếp rằng Việt Nam không dám khinh suất. Cần biết rằng những năm gần đây, lực lượng hải quân Trung Quốc phát triển nhanh luôn là hậu thuẫn hùng hậu của lực lượng hải cảnh. Tàu hải cảnh 4303 chỉ có lượng giãn nước 2.500 tấn, so với tàu 4.000 tấn của Việt Nam là kém hơn. Nhưng Việt Nam lại không dám lấy cứng đối cứng với Trung Quốc. Nguyên nhân quan trọng còn không phải là sợ Trung Quốc phái lực lượng hùng hậu hơn đến hay sao. Nên biết rằng,
hải cảnh Trung Quốc không phải chỉ có những tàu hơn 2.000 tấn, mà tàu hải cảnh trên 10.000 tấn bất kỳ lúc nào cũng có thể phái đến bãi Tư Chính. Đây là điều phía Việt Nam biết rõ. Đồng thời với đó, lực lượng hải quân của Trung Quốc lại cũng là vô địch ở Biển Đông. Chỉ tính riêng hạm đội Nam Hải đã vượt xa tổng cộng hải quân của cả Đông Nam Á. Nếu Việt Nam và Trung Quốc thật sự xung đột, hiển nhiên là Trung Quốc dựa vào hải quân. Chỉ cần Trung Quốc muốn thu hồi bãi Tư Chính mà Việt Nam đang chiếm, thậm chí là 29 đảo và dạng san hô ở Trường Sa mà Việt Nam đang đóng giữ, thì cũng hoàn toàn đủ sức. Có vẻ chúng ta cần phái tàu tuần tra lớn hơn để răn đe. Nếu không, Việt Nam sẽ liên tục gây ra sự cố. Việt Nam có thể nghĩ rằng Mỹ ở phía sau sẽ hỗ trợ, nhưng Mỹ không thể vì Việt Nam mà đổ máu. Cũng mong Việt Nam tự lực cánh sinh, đừng như Hàn Quốc, Philippines mà cứ chìm sâu hơn. Cẩn thận một ngày nào đó, họ lại làm đá dập chân mình. Vâng thưa các bạn, bên trên chính là lời phân tích của tác giả Trung Quốc cho lần xung đột tại bãi Tư Chính của Việt Nam. Phía dưới bài viết có rất nhiều bình luận của độc giả Trung Quốc bất bình. Việt Nam thật to gan, cần phải biết thế nào là lễ độ. Nhưng xin thưa với các bạn, ở Việt Nam chúng ta thường có câu, nhỏ không học, lớn lên làm lều báo là như thế. Đầu tiên, bãi Tư Chính nào là của Trung Quốc? Chúng ta đã nói đi nói lại hàng ngàn lần trên kênh YouTube của chúng mình rồi. Chắc là các bạn cũng hiểu được, Việt Nam có đủ căn cứ pháp lý, bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa. Trung Quốc hoàn toàn không có cửa nào ở đây cả, kể cả trên luật pháp quốc tế. Có chăng thì Trung Quốc đang lấy thịt đè người, dùng sức mạnh hải quân đi chiếm các đảo của các nước xung quanh Biển Đông. Thứ hai là, nếu bãi Tư Chính của Trung Quốc, thì sao nước ngoài không hợp tác với Trung Quốc để khai thác dầu khí mà đi hợp tác với Việt Nam? Các bạn có thấy vô lý không? Nếu như mà của Trung Quốc thì ai dám đi khai thác? Điều đó khẳng định là quốc tế đã công nhận chủ quyền là của Việt Nam nên mới cùng hợp tác khai thác dầu khí. Tiếp theo, liệu các bạn có tin được lều báo Trung Quốc khi mà tường thuật diễn biến sự việc không? Chúng ta phải căn cứ vào AIS. Vậy thì AIS là gì? AIS còn gọi là hệ thống thông tin nhận dạng cho tàu thuyền. Nó cho phép các tàu trao đổi những thông tin về nhận dạng vị trí, hướng, tốc độ với nhau. Do vậy, sự việc trên bãi Tư Chính chúng ta có thể phân tích dữ liệu của AIS để biết mèo nào cắn mửu nào. Trang fanpage Facebook dự án Đại sự ký Biển Đông đã cung cấp một video được quay từ bản đồ AIS cho thấy cuộc rượt đuổi đối đầu của tàu 7011 Việt Nam với tàu 4303. Đây chính là hình ảnh mà mạng Trung Quốc sử dụng để phân tích và nói rằng tàu 7011 đã phải bỏ chạy sau 3 lần tiếp cận với tàu 4303. Tuy nhiên, xem xét kỹ các bản đồ mô phỏng trên nguồn tin này thì thấy rằng chính tàu 4303 mới là kẻ bị mắc mưu. Trong video này, tàu 7011 di chuyển hướng về phía đông nam thì bị tàu 4303 đuổi theo rồi vượt lên cắt mặt. Sau cú cắt mặt đó, tàu 7011 cũng bẻ lái sang trái và hai tàu chạy cùng hướng lên phía đông bắc. Rồi tàu 4303 lại chặn tàu 7011 một lần nữa, khiến tàu 7011 phải rẽ hướng. Sau đó tàu 7011 rẽ phải chạy tiếp theo hướng đông nam, còn tàu 7303 thì không thấy di chuyển nữa. Đây chính là lúc mà mạng Trung Quốc bảo rằng tàu 7011 chạy một mạch không quay đầu. Rõ ràng các bạn đều thấy là tàu Trung Quốc dù nhỏ con hơn tàu Việt Nam nhưng cố gắng khiêu khích và cắt mặt. Các bạn có thể thấy vô lý không? Tàu Việt Nam có lượng giãn nước là 4.000 tấn, gần gấp đôi so với 2.500 tấn của tàu 4303 của Trung Quốc. Chỉ cần hút cũng có thể khiến cho tàu Trung Quốc thiệt hại nặng nề. Nhưng không, chúng ta đã tỉnh táo và không mắc mưu. Ở đó chúng ta ít tàu hơn, việc xảy ra xung đột là điều không nên. Thực ra, hướng mà tàu 7011 Việt Nam đã khôn ngoan nhắm đến các đối tượng khác chính là hướng về phía nhóm tàu cá và tàu khảo sát của Trung Quốc. Nhóm tàu này không phải là tàu chuyên dụng, do đó tàu Việt Nam có thể dễ dàng gây ra sức ép và đánh đuổi khỏi vùng biển chủ quyền. Còn tàu 4303 tuy nhỏ nhưng nếu giao tranh cũng ảnh hưởng lớn đến tàu của Việt Nam, làm hỏng nhiệm vụ chính là răn đe bảo vệ chủ quyền, chứ không phải dùng cái đầu nóng đi xung đột gây chiến tranh trên Biển Đông. Rõ ràng phía lều báo Trung Quốc đã ca ngợi chiến công hiển hách của tàu 4303, 2.500 tấn, đã đánh đuổi tàu 4.000 tấn của Việt Nam. Nhưng chúng ta sau khi phân tích thì chỉ cần lẳng lặng cười thôi, không biết là mèo nào cắn mửu nào. Phật Hoàng Trần Nhân Tông viết như sau: các người chớ quên, chính nước lớn mới làm những điều bậy bạ trái đạo, vì rằng họ cho mình cái quyền nói một đường là một nẻo. Cho nên cái họa lâu đời của ta là họa Trung Hoa, chớ coi thường chuyện vụn vặt xảy ra trên biên ải. Các việc trên khiến ta nghĩ tới chuyện khác lớn hơn, tức là họ không tôn trọng biên giới quy ước, cứ luôn luôn đặt ra những cái cớ để tranh chấp. Không thôn tính được ta thì gặm nhấm ta,
họ gặm nhấm đất đai của ta. Lâu dần họ sẽ biến giang sơn của ta thành cái tổ đại bàng, thành cái tổ chim chích. Vậy nên các người phải nhớ lời ta dặn. Một tấc đất của tiền nhân để lại cũng không được lọt vào tay kẻ khác. Ta cũng để lại lời nhắn nhủ đó như lời di chúc cho muôn đời con cháu. Ngày nay, Việt Nam đứng trước tình trạng hổ đói, tránh sao khỏi tai họa về sau, và Bắc Kinh lại muốn phải ứng xử cho đúng, tôn trọng chủ quyền Trung Quốc và đừng làm phức tạp thêm tình hình. Việt Nam chúng ta sẵn sàng đáp trả đến cùng nếu có tấn công lực lượng từ Trung Quốc để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng tại Biển Đông. Mặc dù còn quá sớm để nhận định, nhưng Tổng thống mới của Philippines Rodrigo Duterte ngày càng tỏ rõ ý định đảo ngược chính sách Biển Đông mạnh bạo và xu hướng thân Mỹ của người tiền nhiệm để nghiêng về phía Trung Quốc. Phó Tổng thống Philippines cho biết người dân lo ngại ông Duterte đang bán mình cho Trung Quốc và một ngày nào đó khi nhìn lại, phần nhiều lãnh thổ vốn thuộc về Philippines đã không còn là của nước này. Một đại biểu Philippines lập luận rằng chính sự gần gũi về mặt địa lý đã buộc Manila phải thỏa hiệp hơn với Trung Quốc sau 5 năm căng thẳng với Bắc Kinh về vấn đề Biển Đông. Về điểm này, Việt Nam cho thấy một bài học trái ngược không chỉ với Philippines. Việt Nam có khoảng 1.400 km biên giới đất liền chung với Trung Quốc được phân định bằng các thỏa thuận chung. Chỉ cần một phần biên giới đất liền bị tranh chấp cũng tạo ra kết cục khác cho mối quan hệ song phương. Mặc dù Việt Nam kết thúc chiến tranh biên giới năm 1979 với chiến thắng đã đẩy lùi được Trung Quốc, khác với các quốc gia Đông Nam Á, yêu sách chủ quyền ở Biển Đông, Hà Nội vẫn phải chịu đựng tình trạng dễ bị tấn công tăng cao. Nếu muốn, Bắc Kinh có thể triển khai lực lượng ở biên giới để gây áp lực với Hà Nội trong một cuộc khủng hoảng. Lực lượng không quân, bộ binh của Trung Quốc cũng không còn như thời năm 1979. Tỉnh Hải Nam, nơi tập trung rất nhiều vũ khí, hải quân và không quân tân tiến của Trung Quốc, đe dọa bờ biển miền Bắc Việt Nam theo một hình thế bán bao vây. Hà Nội cách biên giới Trung Quốc 173 km và có thể ngay lập tức bị đe dọa bằng những vũ khí hiện đại của Trung Quốc nếu những căng thẳng thù địch giữa hai bên bùng nổ. Nếu như khoảng cách địa lý quá gần với một cường quốc sẵn sàng gây hấn, trong lịch sử hàng ngàn năm xâm chiếm Việt Nam, đây có lẽ là nhân tố quyết định thì Việt Nam đáng lẽ phải khúm núm trước Trung Quốc hơn bây giờ. Thay vào đó, Việt Nam đã thể hiện khả năng chấp nhận rủi ro chiến lược cao. Trong đó có quãng thời gian đối đầu với Trung Quốc do Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng nước tranh chấp hồi năm 2014. Việt Nam lựa chọn leo thang trong vụ việc đó bằng hành động huy động lực lượng biển khiêm tốn của mình chống lại giàn khoan cùng lực lượng đi kèm của Trung Quốc trong hơn 2 tháng, suốt thời gian mà nguy cơ va chạm và đối đầu luôn thường trực. Cuối cùng, Trung Quốc đã rút lui. Trong một cuộc xung đột toàn diện, lực lượng vũ trang của Việt Nam khó có cơ hội thắng được lực lượng giải phóng quân của Trung Quốc. Quốc gia này vẫn có số lượng quân lính đông đảo vượt trội so với Việt Nam. Ví dụ, trong năm 1979, Trung Quốc sử dụng pháo binh bắn phá một số mục tiêu trong lãnh thổ Việt Nam. Sau đó huy động 600.000 quân tấn công toàn biên giới Việt Nam. Số quân Trung Quốc tham chiến lúc này được cho là nhiều hơn các đạo quân xâm lược trước đó. Thời điểm cao nhất, quân Mỹ huy động trên chiến trường Việt Nam gần 550.000 quân, Pháp 250.000 quân. Mặc dù vậy, Hà Nội vẫn hướng nguồn lực hiếm hoi vào việc mua sắm vũ trang cho hải quân và không quân trong những năm gần đây, mang lại cho lực lượng hải quân và không quân năng lực sắc bén hơn với mục đích thiết lập một mức độ răn đe, phòng vệ khả tín bằng vũ khí thông thường. Việt Nam là nước nhập khẩu vũ khí lớn thứ 8 thế giới, lực lượng cảnh sát biển cũng được mở rộng, nhận được sự hỗ trợ từ nước ngoài như trường hợp của Philippines. Việc tăng cường năng lực đầy tham vọng này đang thực hiện dù ngân sách chi cho quốc phòng Việt Nam chỉ xấp xỉ bằng Malaysia, nhỉnh hơn Philippines một chút. Tuy nhiên, xét về phương tiện năng lực, hai nước kia không thể sánh bằng. Lực lượng không quân của Philippines gần đây mới đưa vào sử dụng lại máy bay chiến đấu sau một thời gian dài không sử dụng. Trong khi đó, tàu chiến tiền tuyến của hải quân nước này là một tàu tuần duyên do Mỹ được tặng, đóng trong chiến tranh Việt Nam và được sửa chữa lại. Ngoài giá trị răn đe làm tăng chi phí quân sự cho Trung Quốc, Việt Nam cũng hiểu sự tác động lẫn nhau, phức tạp giữa sức mạnh quân sự và ngoại giao. Điều này bao gồm cả các khía cạnh tâm lý, trên tất cả là khả năng hành động độc lập biểu hiện ở năng lực quốc phòng luôn ở trạng thái sẵn sàng cao. Kho vũ khí quốc phòng của Việt Nam bao gồm radar của Israel, tên lửa đất đối không S-300 của Nga, máy bay tiêm kích Su-27, Su-30 MK2, tàu ngầm Kilo có trang bị tên lửa tấn công đất liền. Điều này giống với một phiên bản tuy tiết kiệm nhưng vẫn đầy sức mạnh của chính sách chống tiếp cận và chống thâm nhập vùng biển của Trung Quốc đối với Mỹ. Và quân đội Việt Nam tự có phát triển vũ khí riêng cho mình hay không vẫn là điều bí mật.
Việt Nam luôn có ý thức theo đuổi các đối tác kinh tế đa dạng, tranh thủ đầu tư từ một nền đối tác lớn và các thỏa thuận chiến lược như Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương để cân bằng sự phụ thuộc về thương mại và Trung Quốc. Hà Nội theo dõi sát sao vụ kiện của Philippines với Trung Quốc ở Biển Đông, gợi ý rằng nước này sẽ khởi động tiến trình pháp lý của mình nếu bị ép quá mức. Lịch sử đã chứng minh rằng chiến lược của Việt Nam là một cách tự nhiên, bài bản, nghệ thuật quân sự với những tư tưởng tài ba như Võ Nguyên Giáp, cuối cùng là chiến thắng những cường quốc vượt trội hơn nhiều về mặt vật chất trong các cuộc chiến tranh với Pháp, Mỹ. Trong quá khứ bị đô hộ, Trung Quốc chiếm được Việt Nam và sau đó bị đánh bật về nước. Những cuộc đấu tranh này định hình cách Việt Nam tính toán những rủi ro chiến lược và chấp nhận chúng. Liên hệ với những hy sinh trong quá khứ, sự mạo hiểm của việc chống lại Trung Quốc ở Biển Đông có vẻ như là điều có thể chấp nhận được. Theo trực giác, Hà Nội hiểu rằng, một cách tiếp cận mà chỉ đơn thuần dựa vào việc né tránh mâu thuẫn và leo thang với Trung Quốc tất yếu sẽ thất bại. Việt Nam và Philippines đến từ những văn hóa và truyền thống khác nhau, như khi Manila đang trong tranh giữa các cường quốc nhằm tìm kiếm một chính sách đối ngoại độc lập, thì nước này nên nhìn vào đối tác chiến lược của mình ở bên kia bờ Biển Đông để có những bài học tinh tường về những thực tế của sự tự chủ, bảo vệ lợi ích quốc gia dù nằm ngay sát sườn rủi ro chiến lược. Thậm chí, ngay cả Australia xa xôi vốn đang cảm thấy những áp lực từ cuộc cạnh tranh chiến lược trong khu vực ngày càng trực diện hơn và có xu hướng xem xét mọi việc qua lăng kính liên minh, cũng có thể học tập Việt Nam trong cách quản lý một mối quan hệ đa chiều với Bắc Kinh, trong đó bao gồm cả sự hợp tác và cạnh tranh.